nông nghiệp là hình thức canh tác chính của người dân xã Thới Thạch từ bao đời nay. Những cánh đồng lúa phì nhiêu, bát ngát, thẳng cánh cỏ bay là kết quả của nhiều thế hệ đã tạo nên trên mảnh đất này. Sau năm 1975, nhà nước đào canh nội đồng và mở đường để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Giao thông bắt đầu được thông thoáng hơn. Người dân canh tác hai vụ lúa, thuần nông và lúa mùa. Nguồn nước từ con kênh dẫn thẳng vào đồng. Cá tôm sinh sản tự nhiên trên khắp cánh đồng. Năm 1990, người dân chuyển sang trồng lúa 3 vụ. Đời sống ổn định và cải thiện nhiều hơn. Tuy nhiên, thời gian này, nước bắt đầu bị ô nhiễm hơn, cùng với nguồn lợi thủy sản cũng bắt đầu suy giảm. Năm 2008, bắt đầu có cống thủy lợi, cống rạch cha, người dân làm ruộng yên tâm hơn trong vụ lúa thứ 3. Năm 2011, nhà nước đầu tư làm đê bao khép kín toàn ấp nhằm phục vụ sản xuất lúa. Tuy nhiên, lượng phù sa vào ruộng cũng bắt đầu suy giảm. Từ năm 80 trở về năm 75 thì cái nguồn lợi thủy sản nó còn dồi dào, coi như là có thể một ngày người dân người ta đánh bắt có thể là khoảng 20 kg. Từ năm 80 trở về sau này thì cá thì nó cũng đã giảm đi. Hơn nữa là tất cả người dân đều là dùng nghề đánh bắt là chính, dùng các dụng cụ là điện này kia nó bắt các loại cá. Thử đến hiện nay là coi như là cái nguồn cá nó đã hình như nó muốn tuyệt chủng, là coi như là hiện giờ một ngày mà một người đi bắt thì khoảng chừng nửa ký lô là nhiều, không đủ để ăn, đâu có bán. Sản xuất 3 vụ lúa một năm đồng nghĩa với việc cứ 3 tháng sẽ có nửa tháng đóng cống để giữ nước trong đồng. Nước kênh trở thành nước tù đọng, không thể lưu thông, tạo môi trường cho muỗi gây ra nhiều dịch bệnh. Lâu dài, những sinh vật sống dưới lòng kênh cũng dần biến mất vì ô nhiễm môi trường. Người dân lúc này chỉ có thể giăng lưới nuôi vịt chứ không thể khai thác đánh bắt thủy sản được nữa. Nếu mà tiếp tục là cái một năm mà 3 vụ lúa thì nó ảnh hưởng là một là cái nguồn nước sẽ bị ô nhiễm, rồi là coi như bị ngộ độc hữu cơ, rồi bị phèn, rồi hơn nữa là cái sẽ thiệt hại đến cái nguồn thủy sản, có thể là tuyệt chủng luôn, cái đó là nguy cơ tơ cơ của nó kéo dài. Rồi nếu làm 3 vụ thì từng bước là coi như đất nó sẽ mất đi là cái chất dinh dưỡng, rồi tăng thêm là cái phân hóa học, là coi như là trong sản xuất nó cái vốn đầu tư nó cao mà lợi nhuận thấp, nên là tìm cách là coi như đề đạt về cấp xã cấp huyện là coi như là nên vận động người dân là làm hai vụ lúa là nó phù hợp hơn, rồi hoặc một vụ màu để nó thay đổi được cái đất, để cải tạo được đất nó tốt hơn. Việc cải tạo các công trình thủy lợi như xây dựng đê bao, xây cống thủy lợi, cộng hưởng với các tác động do dân số đông, đánh bắt hủy diệt, môi trường bị ô nhiễm, nhiều loài thủy sản địa phương đã bị suy giảm nghiêm trọng. Chúng ta có thể thích ứng với cái vấn đề biến đổi khí hậu hoặc là thích ứng với cái sự xâm nhập mặn bằng cách là chúng ta chuyển đổi sang đa dạng hóa các cái vật nuôi cây trồng. Đã, trước đây chúng ta nuôi cá nước ngọt, bây giờ là mặn xâm nhập vô thì chúng ta cũng nên nghiên cứu những cái đối tượng nào đó nó thích ứng với cái độ mặn rộng. Đã, thì để chuyển đổi các cái vật nuôi cây trồng để giúp cho bà con. Hai cái vùng sinh thái đặc trưng là nước ngọt như là ở Cần Thơ và ở Bạc Liêu đại diện cho cái vùng sinh thái nước lợ. Chúng tôi đang nghiên cứu đánh giá cái tác động của các cái công trình thủy lợi ảnh hưởng đến cái sinh kế của bà con, những cái cộng đồng mà khai thác cái nguồn tài nguyên thủy sản tự nhiên. Cũng song song đó chúng tôi phối hợp với bên Trung tâm Phát triển Tài nguyên nước là nghiên cứu về cái tri thức cộng đồng, muốn tìm hiểu cái nhận thức của bà con như thế nào liên quan đến các cái hoạt động sản xuất, các cái hoạt động ảnh hưởng của thời tiết, rồi của tác động về môi trường hoặc là tác động của các cái công trình thủy lợi đến cái sinh kế cộng đồng của bà con. Hy vọng là sẽ tìm ra các cái mối quan hệ đó để chúng tôi có thể đề xuất các cái giải pháp tổng hợp để làm thế nào đó chúng ta ổn định
cái sinh kế cho cộng đồng và phát triển sinh kế bền vững.